Trong suốt gần 2 năm qua, đại dịch COVID-19 đã gây ra tác động mạnh mẽ đến sức khỏe, kinh tế và cuộc sống của hàng triệu người trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, dịch bệnh đã được kiểm soát tốt trong giai đoạn đầu nhờ sự đồng lòng và nỗ lực của toàn xã hội. Tuy nhiên, số ca mắc mới gia tăng trở lại trong những tuần gần đây, đặc biệt là ở các thành phố lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Tình hình COVID hơn 10 ngày qua, số ca mắc đã tăng hơn 2.000 ca. Bộ Y tế ghi nhận nhiều ca nhiễm đang gia tăng tại các địa phương, trong đó cao nhất là Hà Nội. Câu hỏi đang được đặt ra là liệu người dân có đang trở nên thờ ơ và bất chấp các biện pháp phòng chống dịch? Covid có khả năng sẽ quay lại mà đã bùng phát. Mà vấn đề này không chỉ riêng Hà Nội ta mà cả đất nước ta và rất nhiều nước trên thế giới. Nó cũng không nguy hiểm như trước tại vì mình đã tiêm đủ vaccine rồi và cơ thể mình đã có cái đề kháng rồi. Thì hiện tại thì cũng còn ít ca Covid ấy. Nên là mình nghĩ là nó vẫn nguy hiểm. Covid quay trở lại thì mọi người vẫn cũng đề phòng cả. Hiện tại số ca Covid đang tăng lên khá nhanh và lần này cũng tương đối khá là nguy hiểm. Theo như suy nghĩ của chú thì hầu như là một bộ phận dân vẫn còn nơ nà với này cái tình trạng của cái bệnh Covid quay trở lại. Cũng có người thực hiện, có người chưa. Cũng chưa nghiêm túc được như hồi dịch bùng phát được trước. Mình cũng thấy có người thực hiện, có người không ấy. Gần như là mọi người nghĩ là cái bệnh Covid này nó cũng giống như là những bệnh cảm cúm bình thường ấy. Mình thấy thì hiện tại người dân vẫn còn chủ quan và chưa thực hiện tốt theo những gì chỉ thị của Hà Nội đề ra. Chúng rất quan tâm đến vấn đề này tại vì dịch bệnh là nó làm tê liệt mọi nền kinh tế, mọi ngành kinh doanh và làm ảnh hưởng đến đời sống của dân cư cũng như mọi tầng lớp trong xã hội. Ông chị vẫn chú ý giữ gìn để phòng chống dịch bệnh. Ví dụ như đeo khẩu trang này, thường xuyên khử khuẩn tay này, hạn chế ở những chỗ đông người. Cô phải chủ động là cô đeo khẩu trang, cô sợ mà cô mà dính thì là gây nguy hiểm. Mình không chủ quan, mình rất là tuân thủ theo những gì mà chỉ thị mà Hà Nội đã đề ra. Chú khuyên bảo và nhắc nhở những người thân trong gia đình là cần phải là đeo khẩu trang nơi đông người, không tụ tập. Mà khi không có khẩu trang mà nói chuyện thì sẽ con virus nó sẽ lây lan và khi đi đâu về. Ăn uống thì tăng cường cái hệ miễn dịch cho cơ thể. Mình thì cũng cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho bản thân. Đi học hay đi làm thì đều phải đeo khẩu trang. Phòng tránh là ví dụ mình uống các nước lạt vặt, tí tô hoặc là gừng tỏi đấy. Như là khi ăn uống phải đầy đủ dinh dưỡng, rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang và tránh tụ tập những nơi đông người. Nếu mà dịch mà bùng phát lại nguy hiểm thì chúng ta lên theo chỉ đạo của nhà nước và Bộ Y tế, chúng ta hạn chế ra đường và tránh tụ tập nơi đông người. Mà nếu cần thiết đi ra đường thì chúng ta phải đeo khẩu trang để bảo vệ an toàn chính chúng ta. Chị phòng dịch thì giống như là các biện pháp mà trước đây nhà nước đã yêu cầu người dân thực hiện thôi. Hạn chế ra đường này, tránh hạn chế tiếp xúc với mọi người, tập trung ở những nơi đông người, hạn chế cái khoảng cách tiếp xúc gần với những người xung quanh. Tránh dịch là ít ra những nơi công cộng, đeo khẩu trang, giữ gìn sức khỏe. Thế này thì chỉ có là đeo khẩu trang và rửa tay diệt khuẩn và ít ra đường thôi. Thì mình tất nhiên mình sẽ thực hiện theo chỉ thị của nhà nước đề ra. Bên cạnh đấy cũng tránh tụ tập những nơi đông người, thường xuyên đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn. Dù dịch bệnh COVID-19 hiện tại vẫn đang trong tầm kiểm soát, nhưng điều này không có nghĩa là chúng ta có thể bỏ qua các biện pháp phòng chống dịch và trở nên chủ quan. Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện thông điệp 2K khẩu trang và khử khuẩn, nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch để đảm bảo sức khỏe cho bản thân và cộng đồng, đặc biệt vào dịp nghỉ lễ sắp tới.